Chào anh em, hôm nay em sẽ review cho anh em xem cái máy cắt rung của hãng Milwaukee DCS 354, động cơ không trổi than. Thì hàng mới chăm chăm, thì nó sẽ kết nối với cái đầu kẹp nhanh. Kẹp nhanh thì mình sẽ bóp như vậy, thì mình sẽ mua cái lưỡi cắt rung thì kết nối với nó, thì động cơ không trổi than. Sử dụng pin 18V, 20V. Hàng này là hàng 20V từ Mỹ về. Và máy thì sản xuất tại Mexico nha anh em. Anh em xem rõ Mexico. Máy sản xuất tại Mexico. Thì cái giá của này là không có phụ kiện, thì là mới chăm chăm thì 2,7 triệu. 2,7 triệu. Có khóa, tốc độ rung của nó là 18.000 vòng nha. Cái này khó lại. Động cơ không trổi than nha anh em. Thì anh em nào quan tâm nữa là giá 2,7 triệu, anh em nào quan tâm liên hệ Tùng 0903 397 180. Rồi ok, tới cái con máy cắt rung của hãng Milwaukee. Cái này thì nó có phụ kiện, theo máy, nó chạy ngắm luôn. Thì nó có điều chỉnh cấp độ và cái thao tác nhanh là mở mở lưỡi nhanh. Thì thao tác này để xem thử nó mở lưỡi như thế nào. Đây, mở lưỡi ra. Mình sẽ gắn một cái lưỡi vào trong rồi. Thì nó có một cái lông đờn, thì lông đờn này đỡ gắn cho tất cả các lưỡi. Em sẽ đi cái rồi. Thì cái sử dụng pin 18V. Đây. Rồi, cái thân máy này giá 3 triệu nha anh em. Rồi em sẽ review tiếp cho anh em xem cái máy khoan 2801 của hãng Milwaukee. Thì nó sẽ mới ra cuối năm nay. Thì nó sẽ ngắn lại và cái đầu kẹp động cơ không trổi than, đầu kẹp 13 và nó là 1800 vòng trên phút. Rồi nó đi kèm với máy pin sạc, thì cái bộ này thì giá 3,5 triệu nha anh em. Milwaukee 2801 thì động cơ không trổi than, giá 3,5 triệu, máy pin sạc thì em sẽ bán cái bộ nó như vậy. Còn cái thân của hãng Mew cách rung
thì giá của nó là 3 triệu em liên hệ mình. Rồi tới cái bộ bách vít không chổi thang của hãng Miu là 2850. Thì cái máy vít này nó cũng kèm với một pin một sạc. Thì cái thân máy thì 1.8 triệu, pin sạc nữa thì cũng 3.4 triệu. Thì anh em nào quan tâm liên hệ mình. Sạc này, pin này mấy mới chầm chầm nha nè. Thì 2850 thì tốc độ là 3.500 vòng trên phút. Đó. Động cơ không chổi thang, pin 2A, một sạc. Lực của em này 180 N. Máy pin sạc thì 3.4 triệu. Thì anh em nào quan tâm liên hệ mình. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.